đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ hơn 21.000 gói thuốc lá vận chuyển trái phép qua biên giới. Số thuốc lá bị bộ đội biên phòng thu giữ có nhãn hiệu Hero và Jet, được các đối tượng vận chuyển bằng xuồng từ Campuchia về Việt Nam. Đến khu vực phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên thì bị phát hiện. Tại đây, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa, xuồng máy và tẩu thoát về hướng Campuchia. Qua kiểm đếm, lực lượng biên phòng thu giữ 50 bao tải màu xanh chứa 21.460 gói thuốc lá, không có hóa đơn chứng từ. Hiện số thuốc lá này đã được lực lượng chức năng đưa về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.